đến với chuyên mục nhà đẹp Bình Dương. Hôm nay Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự sân vườn có diện tích rất là đẹp, diện tích chiều ngang 28m, chiều dài 42m, tổng diện tích là 1.177m2, có 316m thổ cư và chủ nhà xây hết phần thổ cư luôn quý vị nhé. Một căn biệt thự có hồ bơi và hồ cá coi có tròi gỗ ở view sân vườn đây là khu vực hồ cá coi của căn nhà. Quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Kế bên khu vực hồ cá coi này có một nhà gỗ bằng gỗ gõ mật ở đây quý vị nhé. Và ngoài đây có cây ăn trái từ cây xoài, cây ổi, rồi cây vú sữa. Và những cây bonsai lớn nhỏ xanh mát được chủ nhà trồng xen kẽ rất là nhiều ở khu vực này view sân cực kỳ rộng luôn mình tha hồ tổ chức đám tiệc và phía trước là cổng vào của căn biệt thự cổng vào rộng tầm 4m xe hơi 7 chỗ di chuyển vào thoải mái quý vị nhé và nhà này có sân xe hơi riêng mình có thể để được khoảng 3 bốn chiếc xe hơi trong gara xe hơi phía trước màn hình quý vị là gara xe hơi bên tay trái có cửa cuốn đức ở đây quý vị nhé và ở ngoài thì mình tha hồ trồng cây cảnh view sân vườn chủ nhà lót gạch tàu ở khu vực này ở đây có một bộ bàn ghế k3 ở khu vực này là khu vực tròi mình có thể ăn nhậu ngồi uống trà uống cà phê và phía trước là view sân vườn của căn nhà từ vị trí này mình nhìn ra view sân vườn rất là rộng quý vị nhé kế bên đây là khu vực hồ bơi và hồ bơi này thì có cửa ở đây quý vị nhá, cửa khóa lại ra khu vực hồ bơi. Trong hồ bơi thì có ngăn cách khu vực người lớn và trẻ nhỏ ở khu vực này. Chiều ngang của hồ bơi rộng tầm khoảng 5m và chiều dài tầm gần 20m. Và phía sau hồ bơi này có hai đường. Ở đây thì có 5 phòng dành cho nhân viên. Đây quý vị, phòng nào cũng có phòng vệ sinh riêng trong phòng và đều có gắn máy lạnh đầy đủ hết nhà lúc trước là bên công ty nên à, dành cho nhân viên ở khu vực này có hai đường quý vị nhé và đây là mặt tiền phía bên hông của căn nhà di chuyển thẳng phía sau là ra khu vực gara xe hơi rồi tới phòng sông hơi mình di chuyển vào trong để tham quan tiếp ở trong nhà có địa chỉ tại phường thuận giao thuộc thành phố thuận an tỉnh bình dương vị trí gần với đường quốc lộ 13, gần siêu thị Aeon Bình Dương, gần khu Việt Sinh, v-ship 1 khu công nghiệp Việt Hương. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 25 tỷ đồng, vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà. Quý vị đang xem, nếu thấy hợp lý, có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình 0983155009 hẹn gặp ở cổng siêu thị Aon Bình Dương nằm trên đường quốc lộ 13 Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này mình di chuyển vào trong đi qua tiếp hai lớp cửa một lớp cửa cuốn đức rồi tới một lớp cửa gỗ đỏ quý vị nhé và từ vị trí này mình nhìn ra view sân vườn khá là rộng ở ngoài khu vực tầng trệt thì có tới ba cái phòng khách quý vị tổng nhà này có 4 phòng khách và tầng trệt ba cái phía bên đây là khu vực tủ cá này ở đây có những tủ cá rất là lớn và chủ nhà để lại toàn bộ nội thất trong nhà cho quý vị khi mua ở thắng giấy này là ba bộ bàn ghế rất là lớn để tiếp khách và khu vực phòng họp ở trên còn có phòng làm việc phòng họp riêng ở trên nữa quý vị nhé đây quý vị một bộ bàn ghế gỗ khá là lớn ở khu vực này phía bên kia là khu vực sofa của phòng khách thứ ba quý vị đang xem trên kênh youtube nhà đẹp bình dương quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ấn chuông cũng như lưu số điện thoại của hồng sơn để đi xem nhà alo trực tiếp cho hồng sơn ngoài ra hồng sơn còn rất nhiều sản phẩm bất động sản tỉnh bình dương có đăng trên zalo facebook tiktok fanpage đều mang từ khóa nhà đất hồng sơn bán nhà bình dương mà trên kênh youtube không đăng hết được Quý vị truy cập vào Zalo theo số điện thoại trên màn hình để xem thêm nhiều sản phẩm những lô đất và đây là khu vực phòng ở tầng trệt quý vị này phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Đây là khu vực tủ rượu này. Bên đây là khu vực phòng ăn và kế bên là khu vực phòng bếp. Đây là khu vực à, phòng ăn quý vị nhé. Có rất là nhiều tủ rượu được chủ nhà trưng bày ở khu vực này và bàn bế, ghế ăn khá là lớn ở khu vực này này ở đây thì có phòng bếp ở đây đây là khu vực phòng bếp tất cả đều được chủ nhà làm gỗ đỏ và phía sau mình diễu phải là tới ngay phòng sông hơi và đi thẳng ra khu vực hồ bơi cũng như là những phòng dành cho nhân viên bây giờ mời quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng hồng sơn lên lầu trên ta tham quan chi tiết ở trên và kế bên đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt gần với khu vực cầu thang đấy quý vị và bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên mình nhìn lại toàn thể cái mặt tiền này nhé quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là lưu số điện thoại của Hồng Sơn bên nhà đẹp theo số điện thoại trên màn hình để đi xem trực tiếp căn nhà này cũng như tay vịn và quân tiện bậc của cầu thang đều được chủ nhà làm gỗ đỏ chạm lọc. Lên lầu trên ở đây có phòng sinh hoạt chung, chủ nhà làm phòng khách ở khu vực này quý vị nhá. Và trên đây có 5 cái phòng ngủ quý vị. Phòng nào cũng rộng rãi và đều có nội thất cũng như là phòng vệ sinh riêng trong phòng đây quý vị. Chủ nhà thiết kế à, nội thất theo tông mẫu hoàng gia. Và tiếp bên dãy bên đây là hai phòng ngủ nữa quý vị nhé đây là phòng ngủ thứ hai ở lầu trên. Mình xin được nhắc lại căn biệt thự này có diện tích chiều ngang là 28m, chiều dài 42m, tổng là 1177m2 có 316m thủ cư. Có địa chỉ tại phường Thuận giao, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí giáp với thành phố Thủ Dầu Một, gần với đường quốc lộ 13, gần siêu thị Aeon Bình Dương gần khu Việt Sinh Vship 1 khu công nghiệp Việt Hương. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Đây là phòng ngủ tiếp theo, khu vực này thì có phòng họp và phòng làm việc. Đây là phòng giám đốc quý vị nhé. Một căn nhà thiết kế vừa mở văn phòng đại diện văn phòng công ty, vừa ở được và đây là phòng ngủ master phòng ngủ của gia chủ quý vị nhé bên đây là khu vực sảnh phòng thay đồ cũng như là phòng tắm phòng vệ sinh ở khu vực này này quý vị và kế bên đây là khu vực phòng thờ quý vị này phòng thờ khá là rộng nha ở đây có những bộ bàn ghế cổ khu vực này một căn biệt thự tọa lạc tại phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương nơi đây thì gần với uh, thành phố thủ dầu một gần với thành phố di an bình dương gần với khu vực uh, an sơn rồi bình nhâm lái thiêu cảm ơn quý vị đã theo dõi video mình